Quê mình cũng ở ngoài biển, có rất nhiều cái nguồn hải sản như ghẹ rất là tươi. Vì thế mình muốn đưa vào cái món bánh canh cho nó đa dạng hơn. Bán từ năm 2011 đến bây giờ là được 14 năm rồi. Thời gian đầu thì ngày mình bán tầm có 100 tô, hôm nay mỗi ngày trung bình 500-600 tô. Nước lèo của mình là chủ yếu là làm từ ghẹ sống. Mình xay nhuyễn cái thịt với gạch, có thêm cốt dừa. Mình nấu trong thời gian 1 tiếng đồng hồ. Những cái đồ tươi nấu nó sẽ ngọt nước hơn so với những cái đồ mà không còn tươi. Bánh canh của quán là bánh canh sợi to, từ làm từ bột gạo, pha chút bột năng, pha một chút nước ấm rồi bỏ vào máy tự động với nhà quay trộn. Khi làm máy thì năng suất làm sẽ nhanh hơn, cái cọng bánh nó sẽ đẹp hơn. Ghẹ là loài ghẹ xanh, thịt nó sẽ ngọt hơn là ghẹ đá, ghẹ đỏ, ghẹ chăn, ghẹ ba chấm. Phải tuyển lại những con ghẹ mà chắc thịt, con ghẹ nào không đạt mình sẽ giặt ra và trả lại. Những cái khó khăn thời gian đầu á, cộng bánh canh lúc trước mình làm bằng tay á, không đều, ghẹ 1 ký 8 con mà ốp mất 3 con thì mình chịu lỗ cũng nhiều. Nhưng vì cái đam mê là mình cứ theo, mình làm đến cùng. Cái phần bánh canh á, thì em thấy đậm vị, nó ngọt về cái ghẹ á, béo, thơm, nó không có ngọt về cái bột ngọt nha. Cái muối ớt xanh ở đây chấm chung với ghẹ hải sản, nó rất là vừa ăn, nó không có bị quá mặn hoặc là quá ngọt.